Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Cũng lâu rồi mình cũng không có ăn lại cái món bánh cuốn chay. Thì hôm nay sẵn mình cũng muốn ăn thì mình sẽ chia sẻ lại cái cách làm bánh cuốn chay cho các bạn cùng biết ha. Thì nguyên liệu mình gồm có thì mình cũng có là 300g bột năng, 200g bột gạo, với lại 2 đòn chả lụa chay và 1 ca nước. Với mình cũng có là hành tím là mình cũng đã cắt sẵn rồi, một hồi mình phi, với lại tỏi. Cũng có là củ sắn, củ cà rốt. Phần nhân thì mình cũng có là nấm đông cô nè, với nấm mèo. Gia vị thì mình cũng có là muối, hạt nêm chay, tiêu, bột ngọt và miếng đường và một tí xíu dầu ăn. Thì mình trước tiên là mình sẽ pha cái phần bột trước nha. Mình cũng chuẩn bị cái thau ha, thì mình sẽ cho bột năng vào trong thau hết luôn. Và bột gạo. Rồi mình sẽ chừa lại một ít, tại hồi nãy mình cân này tới 200 mấy gram rồi. Thì mình sẽ cho nước lọc vào. Cái này là nước nguội nha các bạn. Đặng mình pha trước cái phần bột trước một hồi là mình nấu nước nóng á, là mình để vào sau. Mình sẽ cho hết là 1 ca nè. Với lại mình dàn vào đây một tí xíu muối, đặng giúp cho cái bột của mình á nó có cái vị đậm đà ha. Rồi bây giờ là mình sẽ quậy cái phần bột này, quậy cho nó đều, hoặc mình sẽ lượt qua cái rây nha, tránh nhiều khi bột của mình á nó có con mọt đó các bạn. Bột á thì mình cũng đã khuấy cho nó đều nè các bạn, thì giờ mình sẽ lượt qua cái rây ha, tránh nhiều khi bột nó còn lợn cợn đó. Mà các bạn thấy nè, bột nó cũng còn hơi lợn cợn nè ha. Rồi bây giờ là mình sẽ dùng cái giá nè, quậy cho cái bột của mình á cho nó mịn ra. Bây giờ mình sẽ cho nước sôi vào ha. Nước này là mình nấu nước sôi thiệt là sôi luôn. Thì bây giờ mình vừa cho, mình vừa khuấy bột như vậy nè các bạn, đặng giúp cho cái phần bột của mình á nó sẽ giúp mau nở nè, với lại bánh của mình á nó sẽ dẻo, nó ngon ha. Mình nhớ là mình khuấy đều nha, vừa cho nước sôi mình vừa khuấy đều như vậy. Là mình sử dụng hết là nửa ký bột với lại 1,5 ca nước. Rồi bây giờ mình khuấy xong rồi á, thì mình để cho bột nghỉ là nửa tiếng ha. Thì trong thời gian mình cho bột nghỉ á, thì mình sẽ làm tiếp cái phần nhân luôn. Tiếp theo là mình sẽ nấu nước mắm chay nha các bạn. Thì mình cũng chuẩn bị một chén nước nè, và một chén muối hột. Và một muỗng ăn cơm đường. Bây giờ là mình sẽ nấu cái phần đường với muối á, cho nó hòa tan ra, cho nó tan ra hết rồi á, thì mình sẽ cho một ít nước tương nha các bạn. Nước muối á, là mình nấu á, là cũng được một lúc rồi ha. Thì bây giờ là mình sẽ cho nước tương vào các bạn. Nhà mình sử dụng là nước tương Tam Thái Tử ha. Thì mình sẽ cho là 2 muỗng. Rồi bây giờ là mình nấu cho cái phần muối á, cho nó tan hoàn toàn nữa, rồi là mình sẽ có nước mắm chay rồi đó các bạn. Và bây giờ là mình sẽ nấu cho cái phần muối cho nó tan ra hẳn luôn ha. Nè, các bạn thấy nè, muối nè nó chưa có tan nè. Rồi bây giờ là mình cứ việc mình để đây, và sau đó thì mình sẽ xào luôn cái phần nhân nha. Hành phi á, mình cũng phi sẵn luôn rồi các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ lấy cái dầu hành phi này á, thì mình sẽ phi tỏi nha. Bạn mình sẽ xào luôn cái phần nhân. Mình xào cho cái phần tỏi này cho nó vàng lên, rồi mình sẽ xào nấm đông cô. Tỏi á, bây giờ nó cũng đã vàng rồi nè các bạn. Thì mình sẽ cho nấm đông cô vào là mình sẽ phi nha. Cái mình sẽ xào cho cái phần nấm của mình á cho nó thơm. Xào một chút xíu đi, rồi mình sẽ cho củ sắn nè, với lại củ cà rốt hồi nãy mình cũng đã cắt sẵn đó. Nấm đông cô thì tùy theo sở thích của mình, thì mình thích cắt hạt lựu hoặc là cắt dài dài gì đó thì tùy theo sở thích của mình nha. Rồi bây giờ là mình sẽ cho củ sắn nè, với lại củ cà rốt thì mình sẽ cho vào đây luôn.
nấm mèo thì mình cũng đã cắt sẵn rồi, mình sẽ cho vào đây luôn ha. Thì mình sẽ cho gia vị vào, như đường, muối, bột ngọt, chí tiêu mình sẽ cho vào hết. Với lại nước mắm chay hồi nãy là mình cũng đã có nấu đó các bạn. Thì giờ mình sẽ nêm vào đây một ít ha. Và bây giờ là mình cứ việc là mình sẽ xào cái phần nhân, cho cái phần nhân của mình nó chín. Cái này là mình không có cần cho thêm nước vào trong cái phần nhân mình nha, tại vì cái củ sắn á, là một hồi nó sẽ có ra nước một tí xíu, cho nên là mình cứ việc là mình xào khô như vậy. Còn cái nước mắm kia thì mình sẽ nấu rồi á, mình cũng cho nó nguội, và một hồi là mình sẽ làm nước mắm mình ăn với lại bánh cuốn. Còn nếu mà các bạn không có nấu á, thì mình ra ngoài tiệm tạp hóa mình mua, người ta cũng có bán cái loại nước mắm chay đó các bạn, thì mình mua về thì nó sẽ tiện hơn, thì mình khỏi mất công mình nấu ở nhà. Và bây giờ mình cứ việc là mình xào cho cái phần nhân á cho nó chín, rồi mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Phần nhân á là mình xào á, bây giờ nó cũng đã ráo hết nè các bạn, các bạn thấy nè, ở dưới chảo mình không có miếng nước nào hết trơn ha. Và bây giờ là mình sẽ nhân của mình nó đã chín rồi đó, thì giờ là mình sẽ lấy ra để vào trong cái tô ha, tắt tiếp luôn. Bây giờ mình sẽ múc cái phần nhân vào tô nè, mình sẽ để qua một bên, thì mình sẽ làm luôn cái phần bột nha. Bột á là mình cũng đã để nghỉ là được 30 phút nè các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ cho dầu ăn vào, mình sẽ chừa lại một ít đặng một hồi mình quét trên chảo ha. Và bây giờ là mình sẽ quậy lên. Thì bây giờ cái chảo á là mình cũng đã đang làm nóng đó các bạn. Thì một hồi á là mình sẽ quét một lớp dầu ăn lên trên cái chảo của mình, rồi mình sẽ đổ bột vào thôi. Thì mình cũng đã làm nóng cái chảo rồi nè, thì giờ mình sẽ quét một ít dầu ăn lên, đặng khi mà mình tráng bánh á, đặng cái bột nó không còn dính trong cái chảo của mình. Thì giờ cái chảo nó cũng đã nóng nè các bạn, thì giờ là mình sẽ cho bột vào ha. Đó, bây giờ là mình cứ việc là mình tráng cho cái phần bột của mình á, cho nó mỏng, thiệt mỏng ra. Và sau đó thì mình sẽ lấy cái nắp nè, mình đậy lại, mình đậy chừng là 1 phút à, là cái phần bột của mình nó chín rồi các bạn. Bột thì mình cũng đã để được 1 phút rồi nè các bạn, bây giờ là bánh bột của mình nó chín ha. Bây giờ là mình sẽ ụp qua cái nắp, rồi bây giờ là mình sẽ để cái chảo cho nó nóng lại, và mình cũng quét một ít dầu ăn, mình làm cho cái chảo cho nó nóng thì còn nóng lên ha. Rồi mình ở đây thì mình cũng khuấy bột cho nó đều. Rồi bây giờ là mình sẽ cho bột vào luôn. Rồi bây giờ là mình cứ việc là mình tráng cho cái phần bột á cho nó mỏng ra. Rồi bây giờ là mình sẽ đậy nắp lại. Rồi mình sẽ cho cái phần nhân á vào trong bột nè các bạn. Mình cũng chảy đều ra, thì mình thích ăn cái phần nhân nhiều hay ít gì đó thì tùy theo sở thích của mình nha. Và bây giờ là mình sẽ gói lại. Thì bây giờ là mình sẽ làm tiếp cái thứ hai ha. Như cái lúc mà cái chảo của mình nó nóng rồi á, thì cái bánh của mình nó chín lẹ lắm. Và bây giờ là mình sẽ làm tiếp nha. Mình cũng cho dầu ăn, cứ mỗi một cái bánh thì mình sẽ tha một ít dầu ăn như vậy. Mình nhớ là khi mà mình tráng bánh đó là mình phải khuấy cái phần bột này nè cho nó đều, rồi mình mới cho bột vào trong chảo nha. Rồi bây giờ là mình cứ việc là mình làm cho khi nào đến hết cái phần bột với phần nhân thôi.
Nước mắm chay là mình cũng đã nấu xong rồi nè ha. Giờ mình cũng đã để cho nó nguội rồi. Bây giờ là mình sẽ làm tới cái phần nước mắm để mình ăn chung với bánh cuốn ha. Thì mình sẽ để với là 3 muỗng đường, muỗng dung luôn nha các bạn. Rồi mình sẽ cho chanh vào. Mình sẽ cho 2 miếng chanh. Rồi mình sẽ cho, đây là nước ấm ấm nha. Mình sẽ cho là 4 muỗng. Rồi, giờ mình sẽ quậy cho cái phần đường này á, cho nó tan ra. Bây giờ mình sẽ cho nước mắm luôn. Thì mình pha cho nó vừa khẩu vị nhà mình ăn thôi. Mình tự sẽ nêm nếm lại nha. Nước mắm thì ăn bánh cuốn thì mình làm cho nó nhiều tí xíu. Rồi giờ mình sẽ quậy, mình nêm nếm cho vừa khẩu vị nhà mình ăn là được ha. Nếu mà có ngọt, có mặn thì mình sẽ cho thêm nước, thêm đường sau nha. Bánh cuốn là mình cũng đã làm xong rồi các bạn. Thì giờ mình sẽ cắt ra dĩa để cho con gia đình mình ăn ha. Đây. Bây giờ là mình sẽ cắt ra. Nhìn ngon lắm luôn. Đây. Hôm nay ở nhà mình ai cũng ăn chay hết, cho nên nó sẵn mình mới thấy vậy đó. Và cái mình làm cho gia đình mình ăn luôn. Rồi với lại mình cũng để vào đây một ít giá nè. Rau, rau thơm, tùy theo sở thích của mình. Mình thích ăn rau nào thì mình dùng rau nấy nha. Rồi mình cũng để chả lên. Rồi mình sẽ cho hành phi vô. Đây mình đã làm xong một dĩa ha. Và bây giờ là mình sẽ chan nước mắm lên các bạn. Đây rồi mình sẽ cho vào đây một miếng ớt. Bánh cuốn là mình cũng đã làm xong rồi đó. Thì bây giờ mình cũng mời cả nhà dùng chung với gia đình mình nha. Thảo Lâm ăn thử đi con. Biết bánh cuốn này bánh cuốn gì không? Dạ bánh cuốn chay. Sao biết này vậy? Dạ nghe mẹ nói. Bây giờ mình sẽ trộn lên. Đây là các bạn. Các bạn thấy là cái phần nhân của mình nè à. Bây giờ là mình sẽ gấp ăn chung với rau nè. Với lại giá á, bạn cho ăn nó sẽ không có ngán nha. Cái phần nước mắm á thì mình làm á thì cho nó lên lớn rồi các bạn. Nếu mà mình làm mặn quá thì mình ăn nó sẽ không được ngon. Nước mắm á thì mình vừa làm lên lớn cho nó ngọt xíu thì nó sẽ ngon hơn. Cái bột nó rất là dẻo lắm các bạn ơi. Giờ mình ăn thử thôi. Chả lựu ở ngoài, mình mua ở ngoài người ta bán cũng rất là vừa ăn lắm. Nhưng mấy chỗ mà người ta bán hủ tiếu á là người ta có bán là chả lựu chay nè, những mấy món đồ ăn chay là người ta sẽ có bán hết. Thế làm ngon không? Đúng không? Có cay không? Dạ không. Tại vì nước mắm là mình không có dám là để ớt chung các bạn. Tại ở nhà mình có con nhỏ cho nên đó là mình không có để ớt chung. Mình để riêng vậy á, ví dụ như ai thích ăn cay thì mình để nước mắm, để ớt riêng. Còn không á thì có thể á, mình không có chan trực tiếp này thì mình chấm mình ăn cũng vẫn được nha. Thì tùy theo sở thích của các bạn thôi. Các bạn thấy cái bánh cuốn mà mình làm bằng chảo như vậy á, nó rất là tiện. Ví dụ nếu mà các bạn mà không làm thì mình có thể là mình ra ngoài mình mua mình ăn. Nhưng mà mình thấy làm cái bánh cuốn này ở nhà mình nó làm thứ nhất cũng vừa nhanh, gọn lẹ nữa. Nó cũng không có đến đỡ khó lắm đâu. Ví dụ nếu mà các bạn không biết pha bột thì mình có thể là mình mua cái bột bánh cuốn về thì mình chỉ pha nước vô thì trong đó là cũng có chỉ dẫn hết đó các bạn. Thì các bạn cũng làm ăn thử đi ha. Thì video của mình là sẽ kết thúc tại đây.
Mình cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thích đó thì like và chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Xin chào cả nhà.